Từng lời trong bài hát Em mơ gặp Bác Hồ mà cố nhạc sĩ Xuân Giao đã viết như nói hộ ước mơ của tất cả những thế hệ thiếu nhi Việt Nam, dù ở thời kỳ nào. 66 năm trước, một cậu bé đã chạm đến được ước mơ gặp người. Đó là chú bé lạ đứng nép bên Bác trong bức ảnh này. Bức ảnh được ghi lại trong sinh nhật Bác ngày 19 tháng 5 năm 1954. Khi ấy, Bác Hồ cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Cố Tổng Bí thư Trường Chinh đang trò chuyện với các chiến sĩ Điện Biên về gặp Bác để báo công. Năm tháng trôi qua, chú bé ngày ấy bây giờ tuổi đã ngoài 70. Là một thiếu tướng quân đội nhân dân Việt Nam, ông là Hồ Sĩ Hậu, nguyên Cục trưởng Cục Kinh tế Bộ Quốc phòng. Thưa quý vị, đây là nhân vật khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Xin được giới thiệu Thiếu tướng Hồ Sĩ Hậu. Vâng thưa bác ạ, trong những ngày tháng năm ý nghĩa như thế này thì chắc hẳn là rất nhiều những kỷ niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh ở trong bác đang trỗi dậy, đặc biệt là bức ảnh. Khi đó bác mới có 8 tuổi thôi, nhưng mà đó là một khoảng thời gian rất là ý nghĩa khi mà bác được sống rất gần với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi nghĩ về Bác Hồ trong tôi thì nó ùa về rất nhiều câu chuyện. Ông bố tôi là Ủy viên Trung ương khóa 2. Sau khi làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa thì cụ được điều ra Việt Bắc. Và khi cụ ra đấy một năm thì cụ đưa tôi ra. Đưa tôi ra sống ở chiến khu Việt Bắc. Và đấy cũng là cơ hội để tôi được gặp Bác Hồ nhiều lần. Và bây giờ thì nó cũng có rất nhiều ảnh. Và đặc biệt là cái lần mà nhà quay phim Các Men ra đến văn phòng Trung ương để quay cảnh Bác Hồ tiếp các chiến sĩ Điện Biên ấy. Và hôm ấy cũng là hôm chúng tôi lên mừng sinh nhật Bác. Cái lúc mà các chiến sĩ Điện Biên lên ấy, thì Bác ngồi các chiến sĩ Điện Biên quay quanh. Thì tôi ở văn phòng Trung ương được tiếp xúc với Bác nhiều, cuối cùng nó thành quen. Mình mới nhảy tọt luôn vào lầu Bác ngồi. Bác có chết sao lại thế này, Bác đang làm việc. Lúc đấy tôi chưa bao giờ thấy Bác Hồ nghiêm khắc thế. Tôi ra tôi thấp thỏm bên ngoài. Nhưng mà sau khi Bác ngồi nói chuyện quay phim xong thì Bác đã hỏi thằng Hậu đâu rồi lại gọi lại. Và từ đấy là Bác cứ dắt tôi đi quanh sân ấy. Và khi chụp cái ảnh với Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Trường Chinh ấy, với các chiến sĩ Điện Biên ấy, Bác lại gọi tôi vào. Thế tôi nhìn thấy cụ Giáp với cụ Trường Chinh gật đầu đồng ý, tôi mới dám vào. Chứ bây giờ một cái ảnh nó nghiêm túc như thế, tự nhiên có một thằng bé lọt vào đấy, gọi chỉ chiến khu mới có cái chuyện đó thôi. Và đó là một cái kỷ niệm rất là sâu sắc với tôi. Sau này khi lớn lên nhận thức được ý nghĩa của những kỷ niệm đó. Tôi nói ví dụ, từ nhà Bác Hồ đến cơ quan làm việc thì trại trẻ của tôi ở giữa. Và cụ đi từ nhà sàn đến cơ quan thì thường cụ hay ghé qua thăm bọn trẻ con. Hôm ấy là bọn tôi đang chơi thì có một cái cậu bạn, còn bạn này bạn Tộ, bạn đi đánh bạn. Sau đó là bị cô giáo phạt úp mặt vào tường. Thế cậu bị úp mặt vào tường nhưng cậu cứ ngó ngoái, nhưng khi cậu thấy Bác Hồ vào thì cậu biết là chắc là cậu sẽ được giải thoát. Thế cậu úp mặt một cái rất là, trông rất là thương tâm. Thì Bác Hồ mới để nhìn như thế, Bác Hồ mới hỏi cô giáo, tên là cô Bắc. Bác Hồ bảo, thế bây giờ bác xin cô, nếu xin lỗi bạn thì cô có tha thứ không? Vâng thì cháu sẽ tha thứ. Thế bác mới gọi Tộ đến, gọi cái bạn kia đến, hai bạn xin lỗi nhau, bắt tay nhau. Tộ được hết bị phạt. Thế câu chuyện đó đối với tôi, lớn lên tôi mới thấy rằng Bác là một người, một lãnh tụ như thế mà rất tôn trọng mọi người, rất giữ nguyên tắc. Muốn giải thoát cho Tộ thì cũng phải xin phép cô. Và tôn trọng mọi người dù người đó chỉ là người bảo mẫu như cô Bác thôi. Thì cái đó nó cũng rất là ấn tượng. Hay là khi mà bọn tôi về đã theo Đảng và Chính phủ về thủ đô thì Bác Hồ có cho thư ký Dung bảo với ông cụ tôi là cho Hậu đến ăn cơm với Bác. Thế thì cái bữa cơm đó là tôi cũng rất nhớ là nó rất đạm bạc. Nó có canh, có cả, có cả kho. Thế thì Bác Hồ xới cơm, Bác Hồ nói này, hôm nay bác các cháu lên ăn với bác. Bác xới cơm với cháu và các cháu thích gì thì các cháu gắp ăn. Các cháu ở nhà cũng thế, đừng bắt bố mẹ gắp cho mình. Mình phải biết tự lo cho mình. Nghĩa là từng ly từng tí một. Đối với các cháu rất là âu yếm nhưng cũng rất là chú ý đến chuyện dặn dò. Vâng, và những cái dòng cảm xúc về những kỷ niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã được bác viết lại trong những cuốn tiểu thuyết của mình, đúng không ạ? Tôi tâm niệm là nhất định là nghỉ hưu rồi ấy, mình phải viết được ít nhất 2 cuốn tiểu thuyết. Đó là cuốn tiểu thuyết Dòng Sông Mang Lửa, kể về lịch sử của bộ đội đường ống Trường Sơn. Còn cuốn sách thứ hai ấy, là cuốn Trả Nghĩa Cho Quê Hương và Dòng Họ, chính là chuyện cuốn Gia Phả Bị Thất Lạc. Tôi cũng viết và tôi cảm thấy cũng gửi gắm được vào đây.
cả những gì kỷ niệm về Bác Hồ với cái làng Quỳnh Đôi và với gia đình tôi ở trong này nữa. Đến khi hết tuổi thiếu niên thì tôi không còn có cơ hội để gặp bác nữa. Thì tôi nhìn thấy trên phim trên ảnh, tôi nghĩ là sau này cháu sẽ phấn đấu gặp bác với tư cách anh hùng chiến sĩ thi đua, chứ không phải là trẻ con trong cơ quan nữa. Nhưng mà cái ngày mùng 3 tháng 9, sau ngày 3 tháng 9 mấy ngày, năm 69, tôi ở Tiền Phương không biết tin bác mất. Đến khi mà anh em ở ngoài vào báo tin bác mất thì tôi bàng hoàng, từ nay cơ hội mình gặp bác thì không còn nữa. Và chính cái lúc mình lo lắng ấy thì B-52 nó chụp xuống đơn vị, và đơn vị tôi bị B-52 càn qua, và bọn tôi rút khỏi cái vị trí của mình, thì đi cùng đường với lại cùng chiều với một cái cáng thương binh. Trên cái cáng đó là anh tiểu chính trị viên tiểu đoàn 337. Anh chắc là đau đớn lắm, anh cứ nghiến răng nghiến quằn quại. Đến khi gần đến rạp phẫu thuật thì anh hét rất là lớn, anh bảo tôi không qua khỏi đâu các đồng chí ơi. Tôi chỉ dặn các đồng chí, bác mất rồi nhưng còn đảng, còn quân đội, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng. Và đêm ấy là tôi nghĩ rằng mình không còn cơ hội gặp bác nữa, nhưng phải sống thế nào, chiến đấu thế nào cho xứng đáng cái điều mình may mắn hơn các bạn khác, là một thời trẻ thơ được gần bác, được bác chăm sóc. Ở trong cái cuốn tiểu thuyết này chúng tôi còn thấy có cả những bức ảnh nữa. Và trong nhà của bác Hậu lúc này cũng có những bức ảnh đó. Bác có thể giới thiệu một chút về bức ảnh này không? Tôi tin là khán giả sẽ thú vị và bất ngờ về những bức ảnh này. Nhà bác là có thể là 4 đời là có duyên được gặp bác Hồ. Đời cụ của bác ấy là năm 1903, là cụ Nguyễn Sinh Sắc đưa hai con là Nguyễn Sinh Khiêm và Nguyễn Sinh Cung về nghỉ tại nhà bác. Vẫn còn lại cái tấm bia này. Tấm bia này ghi rõ cái sự kiện năm 1903 đó. Sau khi mà hòa bình lập lại ấy, thì bác Hồ có mời các thân phụ, thân mẫu của một số ủy viên trung ương ra và chụp cái ảnh này. Thì ông nội của bác là đây. Đến đời ông nhé. Đây là cái ảnh rất là thân thiết ở chiến khu. Đây, cụ thân sinh ra bác là đây. Bác Hồ rất là giản dị ở chiến khu Việt Bắc, đúng là sống với nhau như gia đình. Còn đến đây bác thì như bác nói là có rất nhiều cảnh, nhưng mà giữ lại một tấm ảnh là cái năm mà các chiến sĩ Điện Biên, cái lần các chiến sĩ Điện Biên lên báo công với bác ấy. Chính cái niềm vinh dự ấy và những kỷ niệm với bác thời ấu thơ, nó đã cho tôi một cái phong cách sống mà được ảnh hưởng từ sự dẫn dỗ của bác. Tôi rất là đơn giản, và nó đã trở thành cái tài sản của tôi để tôi theo nó đi suốt cuộc đời.